Triều Tiên bổ nhiệm Bộ Quốc phòng mới, cắt đứt mọi tuyến đường bộ và đường sắt với Hàn Quốc, thử đạn pháo phản lực phóng loạt. Quân đội Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt toàn bộ các tuyến đường bộ và đường sắt đối với Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 và củng cố khu vực ở phía bên kia biên giới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn thông cáo của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên nói rõ, một dự án sẽ được triển khai trước tiên vào ngày 9 tháng 10 nhằm cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc và củng cố các khu vực liên quan của phía chúng tôi bằng những cấu trúc phòng thủ vững chắc. Động thái này nhằm phản ứng đối với các cuộc tập trận được tổ chức tại Hàn Quốc cũng như hoạt động thăm viếng thường xuyên của khí tài hạt nhân chiến lược Mỹ trong khu vực. Thông cáo trên được đưa ra vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng thực hiện chiến dịch thả hàng nghìn bóng bay chứa rác thải sang miền Nam và lần đầu tiên công khai một cơ sở làm giàu uranium. KCNA cũng đưa tin, trong ngày 8 tháng 10, Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc phòng của Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đạn pháo phản lực phóng loạt cỡ lòng 240mm có thể điều khiển nhằm xác nhận lại độ chính xác của vũ khí này ở tầm bắn tối đa 67km, đồng thời kiểm tra độ tin cậy của hệ thống phóng tự động. Trong diễn biến khác, theo KCNA, Triều Tiên đã tiến hành kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tối cao, tức Quốc hội, khóa 14 trong hai ngày 7-8 tháng 10 tại Bình Nhưỡng để sửa đổi hiến pháp. Triều Tiên đã nhất trí quyết định sửa đổi và bổ sung một số phần trong hiến pháp của nước này, song không rõ liệu có làm rõ ranh giới lãnh thổ, bao gồm cả biên giới trên biển, hay xóa các tài liệu tham khảo về chống thống nhất trong hiến pháp sửa đổi theo lệnh của Chủ tịch Kim Jong-un hồi tháng 1 hay không. Ông Kim Jong-un cũng không tham dự cuộc họp Quốc hội tuần này. Tại kỳ họp, Triều Tiên đã bổ nhiệm ông Lo Kwang Choi làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, thay thế người tiền nhiệm Kang Sun-nam. Triều Tiên tổ chức họp Quốc hội giữa lúc căng thẳng leo thang. Ngày 9 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Triều Tiên đã tổ chức phiên họp của Hội đồng Nhân dân tối cao trong tuần này, song không đề cập đến việc liệu nước này có thay đổi lập trường về thống nhất giữa hai miền Triều Tiên hay không. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un họp với các quan chức hàng đầu của Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.